Xin Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ người đàn ông tưới xăng đốt tình địch trong quán bi ở Hà Nội, mới đây Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Hoan, sinh năm 1959 ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội về hành vi giết người ngoài ra công an quận hoàng mai cũng thông tin nạn nhân hát được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng 98% đã tử vong theo điều tra khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 2 hoan đang chạy xe ôm ở khu vực bến xe nước ngầm thì phát hiện vợ và ông hát 55 tuổi đi ra từ hướng một nhà nghỉ tại phố linh đường hoan gọi thì ông hát bỏ chạy bức xúc hoan chạy xe máy về nhà lấy chai nhựa loại 1,5 lít đi mua xăng để đốt ông hát sau khi mua 20.000 xăng cho vào chai nhựa, Hoan đi tìm tình địch thì phát hiện đối tượng đang ngồi uống bia trong quán tại đường Giải Phóng. Hoan cầm chai xăng đi vào, đổ thẳng lên đầu ống hắt rồi châm lửa đốt. Người dân phát hiện chạy tới dập lửa, đưa nạn nhân đi cấp cứu, còn Hoan bỏ đi. Tiếp nhận thông tin, công an quận Hoàng Mai đã điều tra và vận động nghi phạm ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Hoan đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp với các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ xử lý nghi phạm theo quy định. Về vụ việc này, luật sư Nguyễn Thị Phương Loan, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Noa nhận định, đây là hành vi cố tình tước đoạt tính mạng của người khác có dấu hiệu của tội giết người được quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình Sự với tình tiết tăng nặng, trách nhiệm hình sự là thực hiện tội phạm một cách man dợ. Theo hướng dẫn của Tòa tối cao tại điểm A khoản 1 chương 2, Nghị quyết số 04 HD TPTANDTCNQ ngày 29 tháng 11 năm 1986, về áp dụng một số quy định trong phần các tội phạm của Bộ Luật Hình sự đối với tội giết người, thực hiện tội giết người một cách man dợ, điểm B như kẻ phạm tội không còn tính người, dùng những thủ đoạn gây đau đớn cao độ, gây khiếp sợ đối với nạn nhân hoặc gây khủng khiếp rùng rợn trong xã hội. Với hành vi này, Hoan có thể đối mặt với mức án quy định tại khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình tuy nhiên các cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào sự hợp tác của người phạm tội trong quá trình điều tra như thế nào việc bồi thường khắc phục hậu quả các tình tiết về nhân thân người phạm tội động cơ dẫn đến tội phạm để xem xét khung hình phạt mức hình phạt phù hợp cho người phạm tội theo quy định của pháp luật